Tiếp theo đó là cái thước baseline. Thì để gọi lệnh thì bạn chọn vào một baseline ở trong cái chỗ dimension và property. Tuy nhiên để áp dụng baseline, đầu tiên bạn phải có một cái thước cơ sở trước. Thì đầu tiên mình sẽ dùng cái horizontal là một cái thước baseline đầu tiên này. Rồi, để dùng baseline thì bạn chọn vào đây ha. Sau đó bạn chọn kích thước baseline và cái linear kích thước. Sau đó bạn sẽ chọn vào từng điểm. Enter. Và để chỉnh sửa cái kích thước trở nên vị trí phù hợp, bạn có thể chọn vào Smart Dimension, chọn này để kéo nó vị trí phù hợp. Nên đây là baseline.